thả dây. À, nó nhỏ xíu lắm bạn, nó làng. Wow, nó làng. Nó làng rất là mạnh. Xin chào các bạn. Thì trong thời gian gần đây á, mình thấy rất nhiều bạn luôn yêu cầu mình anh Công Nguyên ơi, anh Công hãy làm nhiều đi đó. Thì mình thắc mắc một điều là tự nhiên sao mà các bạn tự nhiên kêu mình làm nhiều vậy ta? Thì ngày hôm qua các bạn tự nhiên mình xem được một clip. Thì hiện tại thì đang mùa diều đúng không các bạn? Đó, ở những thành phố thì diều đang rất là nhiều luôn. Nhưng mà các bạn xem đây, ở nông thôn ở chỗ mình này, hiện tại thì không còn một cái cảnh diều nào luôn. Chính vì vậy thì mình không biết là mùa diều tới nha các bạn. Thì ra là mùa diều tới nên là các bạn đã yêu cầu mình làm diều. Thì mình cũng đâu có biết đâu. Ngày xưa các bạn mà thời mà đang tụi mình đang còn nhỏ đó, thời mà chưa có internet đó, thì những cái trò chơi tuổi thơ á, giống như thả diều nè, chơi căng cù nè, rồi chơi bắn bi nè, đó cứ định mua gì là mình sẽ chơi mua đó nha các bạn. Đó là những cái bạn tập hợp lại với nhau chơi thì rất là vui luôn. Đó cứ định mua gì là mình sẽ biết, giống như định mua diều rồi mình sẽ biết mua diều đúng không, mua bi thì mình sẽ biết mua bi nè. Đó chứ bây giờ lượng lên hết đó các bạn. Hiện tại thì internet cũng gọi là chiếm lĩnh thị trường, nó gọi là chiếm lĩnh thị trường rồi. Chính vì vậy thì những cái trò chơi tuổi thơ ngày xưa thì hiện tại thì vẫn không còn nhiều các bạn. Đó, lâu lâu như mình thấy một số nơi thì vẫn còn chơi thôi, chứ hiện tại chỗ mình thì cứ lên internet hết các bạn. Thì đó, cứ thời gian rảnh là lên internet xem anh Công Nguyên hết rồi. Đó thì hôm nay mình đã quyết định là sẽ làm diều nha các bạn, đáp ứng theo những yêu cầu của các bạn, đó là mình sẽ làm diều. Nhưng mà mình sẽ làm diều giấy nha, đơn giản thôi. Tại vì những con diều giấy ngày xưa là mình cũng rất là hay làm luôn, và nó rất là quen thuộc với những cái bạn nông thôn xưa luôn nha các bạn. Chính vì vậy thì mình sẽ làm diều giấy nha, mình sẽ không làm diều bì ni lông. Đó, mình sẽ làm diều giấy cho nó đơn giản nha các bạn. Thì mình đã chuẩn bị hết nha, những cái nguyên vật liệu rồi. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn ra đó nha. Các bạn, hôm nay mình sẽ thả diều trên nóc nhà nha các bạn. Đây cho bạn xem này, trên nóc nhà thì lúc nào thả diều cũng là ok nhất nha. Ở ngày xưa mình cũng hay lên nóc nhà thả luôn các bạn. Nhưng mà các bạn biết sao không? Mình lên nóc nhà thả thì các bạn là rất là nguy hiểm luôn nha. Ở trên này nó tiềm tàng những cái mối nguy hiểm rất là lớn luôn. Giống như là các bạn nhìn thấy kìa, những cái sợi dây điện kìa thì nó có thể bị hở nha. Và những tấm tôn này nè, là khi mình leo lên đây á, có thể là bị hở điện thế này và nó có thể bị giật nha các bạn. Có rất là nhiều vụ là nguy hiểm để tính mạng rồi đó. Chính vì vậy thì mình khuyên các bạn là không nên giống như mình nha các bạn. Tại vì ngôi nhà này của mình á, thì mình cảm thấy rất là an toàn luôn. Tại vì mình biết những cái mối nguy hiểm đó thì không có trên nóc nhà của mình nha. Nên là mình lên đây mình thả được đó. Còn các bạn mà lên nóc nhà thả thì phải suy nghĩ nha các bạn, không là nguy hiểm lắm đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm diều luôn nha. Đừng liên tha liên thiên mãi, nặng quá các bạn ơi. Đó, để làm diều thì mình sẽ sử dụng dải trắng nha các bạn. Đó, dải trắng này thì mình nghĩ là đa số bạn học sinh cũng có đúng không, sẽ sử dụng cái dải trắng này đúng không. Đó, ngày xưa mình hay sử dụng dải trắng này để làm diều đó các bạn. Thì ngày xưa mẹ mình cứ mua vợ mới á, bắt đầu là mình lấy dải này mình làm diều. Sau đó mẹ hỏi, ủa sao tự nhiên mà mẹ mới mua vợ cho con đó mà sao nhanh hết vậy ta, ăn rồi suốt ngày xin tiền đi mua vợ các bạn. Thì ra là mình lấy ra mình làm diều nha. Đó, mình sẽ sử dụng dải này làm diều nha các bạn. Và tiếp theo đó là dây chỉ nha các bạn. Đó, dây chỉ này thì ngày xưa đa số nhà nào cũng có các bạn. Tại vì mà áo quần mà bị rách á thì mình thường là sẽ khâu nha, khâu vá nha, chứ không có bỏ giống như ngày nay thì điều kiện có nên là người ta có thể bỏ để mua áo quần mới. Nhưng mà ngày xưa là mình sẽ tận dụng hết tất cả nha các bạn. Đó, thì mình sẽ lấy qua đây một ít nha. Đó, mình sẽ lấy dây chỉ qua. Đó, qua một ít nha các bạn. Thì lát nữa mình thả cho dễ, chứ mình mà cầm cái cuộn chỉ thì nó nhỏ quá, mình thả nó khó. Mình sẽ lấy qua bên cái chai một ít nè. Rồi, để đây nha. Tiếp theo, đây là nguyên vật liệu quan trọng nhất nha các bạn. Cái chỗ dừa phiền thòi đó. Cái chỗ này là chỗ quét sân nha. Thì mình sẽ sử dụng những cái thanh đây này các bạn này. Mình sẽ lựa chọn ra 4 thanh nha. 4 thanh nào mà cứng cáp nhất á, to nhất thì mình sẽ lấy ra nha. Để mình làm cái xương sống của cái diều các bạn đó, những cái cây của cái diều á. Chứ mình sẽ không sử dụng đó là tre đó. Mình làm diều giấy thì mình sẽ ưu tiên đó là những cái chất liệu nhẹ nha. Thì mình lấy cái này là tuyệt vời nhất đó, cái này rất là nhẹ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm diều nha. Đây này, cái phần thân diều thì mình sẽ sử dụng một cái trang dải trắng như này nha các bạn. Đó, mình sẽ làm một cái tờ dải trắng này thôi. Mình sẽ gấp lại nha. Cái thân diều thì mình sẽ làm hình vuông. Nhiều bạn thì sẽ làm hình thoi nha. Làm hình thoi thì cũng được, nhưng mà mình thích làm hình vuông. Đó. Đây, mình sẽ gấp lại như này. Rồi, mình sẽ cắt cái phần thừa sau này đi nha. Đây này các bạn. Đó, là cái này là hình vuông nha. Đó, hình vuông. Còn mà nhiều bạn muốn làm hình thoi, đó, làm hình thoi thì cũng được. Đó, nhưng mà mình thích làm hình vuông. Tại vì cái con diều này ngày xưa là mình cũng làm hình vuông nha.
Rồi bây giờ những cái phần dưa này các bạn thì mình sẽ làm cái đuôi nha các bạn. Cái đuôi này thì mình sẽ làm tầm khoảng 3 ô ly thôi. Này 3 ô ly này, và chúng ta sẽ kết nối lại với nhau bằng keo dính nha. Này ở đây mình sử dụng keo dính này. Ngày xưa mình thường là sử dụng hồ các bạn, hồ mà để học thủ công á. Hiện tại thì mình không có hồ nên mình sẽ sử dụng băng dính nha. Băng dính này thì cũng chắc lắm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm cái thân diều trước nha. Sau đó thì mình sẽ làm cái đuôi diều nha các bạn. Đó về này các bạn, về là mình đã làm xong con diều rồi nè. Đó, nó đang bay nè các bạn, nó đang đòi bay nè. Rồi bây giờ mình sẽ review qua con diều của mình cho các bạn xem nha. Đây. Con diều này thì mình làm từ giấy nha các bạn. Đấy, nó có kích thước chắc tầm khoảng 20cm á, hình vuông á. Cạnh của nó là tầm khoảng 20cm nha. Ở phía sau này thì mình đã làm những cái cây từ những cái chỗ dưa đó các bạn, cái cây chổi huyền thoại đó, đó mà mình lại của mẹ mình đó. Mà mình uốn lại nha, ở trên thì mình uốn cong này, còn ở giữa này thì mình để thẳng nha. Đó, này cho các bạn xem nè. Thì còn làm con diều này rất là đơn giản luôn nhưng mà bay rất là ok luôn nha các bạn. Ở cái đuôi chính á thì mình làm hai đuôi nha, và rất là dài luôn. Này cho các bạn xem này, cái đuôi rất là dài luôn. Đó, còn hai cái đuôi hai bên á thì mình làm cũng vừa vừa thôi. Thì bây giờ mình sẽ thả thử cho các bạn xem nha. À các bạn đây này. À, để mà con diều mà nó bay ok á thì mình phải chỉnh nha các bạn. Phải chỉnh sợi dây ở đây này. Đó. Phải chỉnh sợi dây ở đây này. Mình chỉnh vừa tầm thôi nha các bạn. Mình chỉnh nó vừa tầm làm sao mà để cho con diều nó bay nó không bị thì căng dây quá mà cũng không bị trùng dây quá. Đó là ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên ở phía trên kia nha các bạn. Trên kia nhiều gió kìa. Mình sẽ lên trên đó và mình sẽ thả nha. Xem thử như nào nha các bạn. Mình đã thả lên rồi nè. Wow, nó bay rất là cao luôn nha các bạn. Chắc là các bạn nhìn trong này thì nó nhỏ đúng không? Tại vì cái diều này mình làm nhỏ nên là mình thả ra xa thì nó hơi hơi nhỏ, các bạn thông cảm nha. Nhưng mà bay rất là sướng luôn nha các bạn. Đây này cho các bạn xem diều này. Đó. Nó đang lượn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thả dây nó dài ra nữa nha các bạn. Wow, hiện tại đang giỏ rất là to luôn này. Đó, mình sẽ thả cho dài ra. Lên đi. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó nhỏ xíu luôn đúng không? Nó giống như một con nòng nọc á, và nó đang lượn kìa các bạn. Rồi mình sẽ cố gắng thả thật dài đó nha. Đó, để mình zoom lên cho các bạn xem. Rồi đây các bạn, hiện tại thì mình đang zoom lên cho các bạn xem nha. Mình thả rất là cao luôn. Mình zoom lên nên là chất lượng hình ảnh có vẻ là hơi mờ nên các bạn thông cảm nha. Đấy. À, nó bay rất là mạnh luôn nha các bạn. Nó kẹo dây rất là căng luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ thả dây ra dài nó thêm xíu nữa nha các bạn. Đó, sẽ thả dài ra. Mình chỉ nhìn thấy một cái đoạn thẳng thôi các bạn ơi, nó rất là nhỏ luôn. Và nó bay ra bên kia rồi kìa. Đó, nó lượn kìa các bạn, nó lượn nè, các bạn thấy không? Mình thấy nhỏ xíu quá, nó giống như một con nòng nọc quá. Nhưng mà cái diều này thì phải thả dây dài ra nha các bạn. Chứ mà thả dây ngắn quá thì nó sẽ không sướng nha, phải thả dây dài ra bay nó mới sướng được. Đó, nó lượn các bạn, nó lượn kìa. Đó, thả dây dài ra như này nó mới bay nó mới sướng được nè. Đó, giờ to lên, bay lên nào. Bay rất là cao luôn. Công nhận như vậy này chơi rất là sướng luôn nha các bạn. Đó, như vậy chơi nó vẫn là sướng nhất đó. Cái đuôi này thì mình làm dài tầm khoảng là khoảng 4-5 mét các bạn, cái đuôi chính á. Đuôi chính thì mình làm khoảng là 4-5 mét á. Còn cái đuôi hai bên thì dài khoảng tầm 1 mét nha.
mình canh làm sao mà cho cái con diều nó cân bằng đó các bạn, thì là nó sẽ bay ok nhá. Chứ mà giống như đuôi á, mà nó nặng quá thì diều nó bay cũng không được nè. Và cái đuôi hai bên á, một bên nặng một bên nhẹ thì diều nó sẽ bị lạng nha, và nó sẽ bị rớt đó. Ở hiện tại thì mình làm thì nó cũng ok, nó cũng cân đối đó. Thì các bạn, hiện tại bây giờ đang còn nhiều dây nha. Bây giờ mình thả cái dây này xem như nào nha các bạn. Đó, mình sẽ xem như nào, xem còn thấy con diều không nha. Đó, hiện tại thì mình vẫn nhìn thấy diều đúng không? Bây giờ mình sẽ thả cái dây luôn nha, xem thử con thấy con diều không nha các bạn. Thả dây. Nó nhỏ xíu lắm bạn, nó làng. Wow, nó làng. Nó làng rất là mạnh luôn. Hình như lên cao là vỏ nó càng to các bạn ơi. Nó làng kinh khủng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thả thêm nha. Mình sẽ thả hết chị luôn nha các bạn. Ô, hiện tại thì mình không nhìn thấy con nhiều đó luôn. Không biết các bạn có nhìn thấy không ta. Nó kẹo rất là căng luôn các bạn ơi. Rồi thôi mình nghĩ là mình sẽ không thả hết dây nha, tại vì vỏ rất là to luôn, mình thả lên cao á thì nguy cơ cái diều mình sẽ bị đứt dây các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ thu về nhá. Đó, mình đã thu về đây các bạn ơi, nó vẫn đang còn muốn bay này đó, tại vì hiện tại thì đang nắng quá nha các bạn, tại vì đang trưa nên rất là nắng luôn, thì mình sẽ thu về nhá để cho các bạn xem này. Sau khi bay này một thời gian bay thì cái thân á nó ròm lại luôn, cái cây nó in lên trước luôn này đó, nó đang còn rất rất là muốn bay luôn đó các bạn. Đó, mình thả lên nó bay luôn này, thấy không? Đó, các bạn thấy không? Diều này mình làm nó rất là dễ bay luôn nha. Đó, thả mà nó bay liền. Đó, các bạn thấy không? Công nhận diều dãy này là ngày xưa mình rất là thích chơi luôn các bạn. Ngày xưa thì có nhiều người cũng thích làm diều dãy, có nhiều người cũng thích làm diều bì ni lông các bạn. Thì mình thấy làm diều dãy này thì nó dễ hơn, nó đơn giản hơn, thì rất là dễ làm luôn. Nếu mà bạn nào mà muốn làm một con diều dãy giống mình á thì hãy làm với các bạn, tại vì rất là đơn giản luôn và thả rất cũng là ok luôn á, chơi rất là sướng luôn. Nó không nói chung là nó không thua kém gì cái diều mà mua đó các bạn. Diều mua thì mẫu mã nó đẹp thôi, chứ chất lượng bay thì mình nghĩ cũng như nhau thôi các bạn. Thì đến đây thì video của mình cũng đã kết thúc rồi. Nếu mà các bạn mà yêu quý con diều của mình á thì hãy bấm like cho video nhé, và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé các bạn. Các bạn, mình khuyến khích các bạn nha là không nên leo lên nóc nhà thả diều giống mình nha các bạn, rất là nguy hiểm luôn đó. Tại vì hiện tại thì mình đã nói chung là nhận thức của mình đủ rồi, nên là mình có thể kiểm soát được cái sự nguy hiểm nha, nên mình mới lên đây thả nha các bạn. Còn các bạn là tuyệt đối nha, tuyệt đối không được lên nóc nhà nha các bạn. Mình xin chào nha, bye bye.